Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm với con game Mana 88 tiếp anh em nhá. Con game này thì đối với tín quân đó thì khỏi là bàn anh em ơi, vì nó không phải là ghế. Ok. Hôm nay vốn của mình một củ anh em nhá. Với vốn một củ và con game ba cào là quá là hợp lý luôn anh em ơi. Tiền rồi. Cái tranh giành nhau làm gì cho mày đấy, tất tay luôn anh em ạ. À. 3 điểm. Úi 9 điểm x đôi luôn anh em ơi Quá thơm luôn đấy Như thường lời anh em thấy video của mình hay Anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá Mình sẽ phát code cho anh em từ 30 tới 100k Khi anh em tài liên dưới phần mô tả video giúp mình nhá Ok, chuyển tiếp thôi anh em ơi Bây giờ cũng khá là muộn anh em ạ Hôm nay nhiều việc qua bây giờ Phải vào kiếm ít thôi anh em ơi Không thể bỏ lỡ được một ngày nào cả anh em nhá 4 điểm đấy Tiền thế này, Tết thì đang đến gần nữa Đang rất là cần tiền nên không thể bỏ không thể bỏ qua các anh em ạ à. bỏ qua là chết đấy đấy là x người tép anh em ơi 9 điểm quang rồi ô oh, chín chín nó ăn đấy anh em có tức không chín mà vẫn thua ấy cay thật đấy tiếp thôi anh em ơi ăn cây nào thì rào cây ấy chứ ăn một củ trà là 9 lít rơi cũng được đấy anh em lấy lại ngay luôn mà nó hơi lắc lắc hay sao ấy nhỉ đấy cứ bên phải làm cái là mình không lo một điểm này ôi xưa, 5 năm điểm mở bài xem ngày nào trời ơi tròn vo anh em ạ thôi thối quá quay đi quay lại vẫn còn lại tắm đi anh em nhá thôi còn lại còn ngon anh em ạ à. khi nào nó hết lại mới khổ chứ cái xe bù này có ô ôi bạc cào anh em ơi cái này thơm kinh khủng luôn đấy gấp ba anh em ạ à. Phát này làm quả tam hoa nữa gấp bốn nữa thì yêu luôn này Không dành thì tao dành Lên tiền 2 thằng x10 thằng x2 ok anh em thằng cao nhất 6 điểm mở bài 9 điểm ôi trời ơi còn cái gì thôi đến cái này không anh em ơi tròn vo vai đái thật lên được một tí này nó dập xuống ngay solo kill à chơi luôn một điểm ngày gì thế nhỉ toàn tròn vo thế nhỉ may anh em ạ đây không phải phát đầu phát đầu một tròn vo thế này là quýt game luôn đấy anh em ao luôn ôi oh, mình không làm cái mình dài thế nhở Tôi cho nó làm anh em ạ à. hai thằng này nó đánh chứ chắc hơn gì đó M hơn mỗi mình đánh ấy năm mình ăn nó bốn mà hai củ ok vẫn là ít đôi vốn like củ anh em tiếp thôi vẫn là nhường cái anh em nhé Cái con game này vốn một củ kiếm vài cái quất cây đào cho vui thôi anh em ơi khuya rồi kiếm tí mà đi ngủ anh em nhé không lên cao được cả nhà cứ lên được một phát nó lại dập nhỉ hai điểm ít sẽ sáu điểm ngon Đây anh em ơi, là x3 vốn rồi. Hồi thế cũng được anh em ạ. Góp gió thành bao thì thì thế mà lên cũng được. tôi này cứ thích làm cái nhỉ. Thích chết à. Bọn mày thích chết à. Một điểm ấy đúng luôn, 9 điểm này. 9 điểm. Ôi trời, hại điểm. Nó lại là, là một cái trình khác anh em ạ. Tuổi gì? quá là sơm sơm luôn anh em ơi ồ phát là mình làm cái luôn này ồ làm to lên to lên sửa gì ngắn không ngắn bất kể đối phương nào anh em nhé sẽ thằng này bù thì không cửa thua hai điểm ăn là mối thằng bù ồ ăn hai nhà ấy nhở ăn hai nhà to vẫn còn lái xe 4 củ thơm thằng này khá nhở vẫn là nhường cái. Mở bài 9 điểm. Thôi qua ngồi. Ồ oh, chín mình đề chín nó chất cơ anh em này. Chất cơ ăn chết rồi nhá. Wow. Phát đầu nó đề phát sau, đề lại anh em ạ. Ồ oh, vẫn chưa đủ năm cù à. Thế là chưa ghi được anh em nhá. Phát này chờ vừa vào phát phải chờ luôn này. Không kịp, không bắt được nhịp rồi, Đặt nhịp rồi. Wow, Lòng đánh khá là to đấy anh em cũng là toàn là đầu trâu mặt ngựa hết đấy đánh gấp 10 lần hết này phát này mình xin quả cái được thì ngon này chế phát tất tay nghỉ luôn này xin làm cái phát cho không sẽ đúng ý quá to lên cấp 3 gấp 3 gấp 1 gấp 10 ok cũng được 6 điểm 6 điểm mà thằng cao nhất luôn Ồ oh, 9 điểm thôi nghỉ thôi anh em còn gì tuyệt vời hơn 6 củ rưỡi trừ ra là vẫn còn được hơn 5 củ thôi quá thơm anh em ơi gần tết là kiếm cây mai đẹp đẹp cũng được anh em ạ à. Cái mai tầm năm củ được quá là ok luôn đấy ok hôm nay mình sẽ dừng clip tại đây em nhé cũng khuya rồi anh em ơi ngủ rồi anh em ạ à. ok hẹn gặp anh em vào ngày mai nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo bye anh em